Thương dân hiền, hiền giáo đạo Nam Phương, à, đặng chỉ ngõ, à, làm lành mới lánh dữ. À, đó. À, đây là chân lý không, làm lành dữ không. Ừ, thấy ông đạo vậy mới chuyện pháp nghe bác con ơi. Ừ, thôi à, tôi ở trong đồng trong bái không hà đều gặp anh em mừng quá, với lâu gặp thiện nghĩa quá cũng mừng, hôm nay mà tới đây cũng nhân duyên cũng quá êm à. Chân lý chỗ nào cũng có trong ruộng đồng cũng có đó. Nãy vô chiều nay mình ăn đạm bạc với cư sĩ canh điện bữa đi rồi, bữa nay ông canh điện ông giải cho mình dài dài nghe, còn nữa không có muốn tìm hiểu gì hỏi thêm nghe. Mà thời kỳ này mình thấy nó Phật mặt pháp này nó thời gian nó ngắn ngủi quá, mình còn tu kịp rồi trễ hay có trễ không, nó không, nó cái dựng tu mà nó không có thời gian. Dạ, ăn thua cái tấm lòng của mình. Dạ, thật hay là không thật. Dạ, đó. Ừ, chứ còn là chứ nó không có cái thời gian tu. Ừ, không có thời gian. Giống, dạ, giống thí dụ bây giờ chiều nay chết mà mình niệm Phật thành tâm đó là cũng vẫn được vãng sanh. À, dạ. Chứ đâu có phải mà Phật không có tính theo cái thời gian. Dạ, có người tu 40-50 năm nhưng mà không có sửa thì nó cũng y chang. À, vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay đi Châu Phú cùng sư huynh Thiện Nghĩa, sau đó cũng có anh Ngọc Tâm nữa quý vị. Anh Ngọc Tâm là đang quay giùm Châu Phú. Thì hai anh em đi tìm tâm sư học đạo. Tâm sư học đạo ghê gì, ghê gì. Ừ, tại vì là hiện giờ Châu Phú là nghe nói cái câu là cư sĩ canh điền. Ta là cư sĩ canh điền hả sư huynh? Ta là cư sĩ canh điền. À, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Vậy hả? À, thì thành ra bây giờ sư huynh Thiện Nghĩa bây giờ đi về quê là muốn đi thăm các cô chú làm cư sĩ tại đồng quê quý vị, nên đi qua cầu khỉ cũng rất là gian nan. Sư huynh rung nãy giờ nha quý vị. Rung quá qua đây. Dạ. Rồi thì Châu Phú cũng mời quý vị và các bạn đồng hành cùng ba anh em Châu Phú đi thăm các cô chú đang tu tập tại đây nha quý vị. Dạ, mời quý vị nhé. Dạ. Ồ, xin chào sư huynh. Ơi Thiện Nghĩa. Dạ, lâu gặp quá. Lâu gặp á, sư huynh. Dạ. Toàn đâu mà là bữa nay lạc tới trong đồng trong bái dữ vậy nè. Nghe nói mấy ông đạo ở miền quê này tu hay quá, giờ trốn dịch chạy xuống đây cầu đạo luôn nè. Trời ơi, ta muốn đi về thành học rồi này kia. Dạ, đây mà bây giờ kiếm đi về đồng học gì. Miền quê để nghe nói mấy ông đạo dưới này tu giỏi quá đây nè, mà thấy đi hồi trưa tới giờ trời nắng quá mà. Rồi bây giờ mình nó nói vô đẹp quá. Bóng mát để tâm sự chút coi. Đang hái gì vậy sư huynh? Hái bưng bí. Đã vậy nó cho mình hái với coi. Chúc hái vô. Hái bí vô mình chiều ăn cơm nha. Rồi ok. Chiều dùng bữa cơm thanh đạm ở quê coi. Ồ đã quá ha. Ừ. Đây nè. Con hôm nay đến đây để như tầm chân lý đây, giờ thiếu chân lý quá rồi, giờ ông Tư chia sẻ dùng cái giáo lý của Đức Thầy vậy đó. Như câu là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành đó. Canh điền là mình làm ruộng không, hay là còn cái pháp môn nào nữa không? Thầy quá ha. Dạ, vậy hả? Thì cái này thì nói chung thì mình là người ở thiếu gì vấn đề cũng kém gì văn hóa trình độ, thì mình nghe lời theo Đức Thầy thì mình nói chung là tín đồ Đức Thầy thì coi như đa số là hạng cư sĩ tại gia, nhưng mà đều trong đó Đức Thầy có kèm dạy mình phải ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Như vậy thì mình trồng rẫy làm ruộng ha, nhưng mà cái chuyên tu hành là nó chuyên, chứ không có cái là phải đi phổ cập, chứ còn cái làm rẫy là để nuôi cái thân xác này thôi đó. Thì bây giờ mình là cái người ở đồng ở quê, mình không hiểu nhiều về Phật pháp, không có trình độ học vấn, thì mình cứ căn cứ theo lời của Đức Thầy, rồi hàng ngày đó mình cứ rau rác rồi này kia, thì tương rau này kia để mình trồng trọt để phụng sự, nếu có dư thì phụng sự cho xã hội. Ha. Phải lo tu nó kết hợp lại phải không? Rồi nghĩa là cái phần tu là phải chuyên, bởi vì Đức Thầy ông nói cái chuyên là nó mới được đó. Chuyên tu vậy là hàng ngày mình ăn chay rồi niệm Phật. Dạ, niệm Phật cúng kiến rồi ngày mấy nó phải ngày hai thời sớm chiều đó. Sớm chiều bình lặng trả lời. Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai.
Ồ, hay vậy đó. Thì bây giờ mình là cư sĩ, mình kém phước duyên, mình không có vậy đó, hả? Dạ, đó trồng rau, trồng rẫy, trồng này trồng kia, vậy chút đỉnh vậy đó. Dạ. Cũng lo ăn chay niệm Phật vậy đó. Đó thì qua đó làm nhiêu đó gì, không tranh đấu gì nữa trơn. Không hơn thua gì. Là phước huệ song tu rồi, dù y theo cái chân lý của Đức Thầy dạy. Phước của thí đúng không? Dạ. Và bên đó thì lo tu huệ. Có dư thì mình cứ việc là coi ai nghèo đói đó, mình đi thẳng ngay chân chỗ đó mình cho. Chứ không có mượn ông nào hết trơn á. Mượn nhiều khi nó phiền tối người ta. Thấy không? Mình có dư chút đỉnh gì đó, mình coi cái hộ nào ai đó nghèo đói thì là hoàn cảnh nào khó khăn. Chia sớt đúng ngay chân đối tượng rồi xong. Rồi bên cạnh không đó thì có gì hết. Lo chuyên tu nữa. Dạ. Là quá chân lý rồi. Thì đó, cái người cư sĩ canh điền thì là theo lại Đức Thầy dạy thì có nhiêu đó. Rồi hơn nữa mình niệm Phật. Nó cộng thêm cái tịnh độ mình niệm Phật chuyên tu. Chuyên niệm ruộng rồi mình cũng vẫn niệm rồi thường ha, đi làm rẫy hái qua thế rỗi rảnh giờ nào thì mình cứ việc cái tâm mình để cho nó thanh thản, mình niệm hoài đứng nằm ngồi đi tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi chứ không đợi gì thời khắc trơn gì bởi vậy đâu có phải mà đợi lại tứ tam bảo mình mới niệm hay qua cúng lá đó là nó trợ cho mình hàng ngày thôi. Còn cái phần mà nếu mà tịnh độ thì chuyên tu là phải tứ quan nghi. Đó. Đứng nằm vậy đó. Dạ. Hay quá rồi, vậy là ruộng đồng. Cho nên cái sự tu mà Đức Thầy cũng dạy mình là phải trở về cái bản tâm. Mình làm Phật mới được. Chứ mượn ông Phật làm Phật cho mình không được. Đó. Cái tâm của mình ở mà như là Đức Thầy là như Phật là ông chỉ mình thôi. Ông chỉ mình phải chuyển hóa cái tâm, bỏ cái tâm phàm, bớt đi cái phiền não tham sân si, vậy là mình là Phật rồi. Như vậy thì nữa là mình lụm ngồi ngang gần ổng rồi. Đúng nghĩa là phải dạy mình phải diệt tham sân si. Thì mình khỏi kiếm, trở về cái tâm thanh tịnh. Dạ, khỏi kiếm ở đâu trơn, không có Phật ở đâu xa, không có tìm ở đâu trơn. Bây giờ gần Phật mà cái lòng ma cũng là ma. Giờ tôi theo tôi xách dép với chú hoài thì tôi mãn đời tôi cũng là người xách dép thôi. Tôi đâu có được như chú được, phải không? Như vậy thì cái người tu bây giờ theo Phật giáo Hòa Hảo là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là ít ra cũng phải ngộ nhận cho nó thông suốt về cái vấn đề lời của Đức Thầy dạy. Đó, chứ để rồi đôi khi nó là đi núi, đi non, đi chùa, đi chiền, tất cả các cái việc gì cũng làm ở bên ngoài nhưng mà bỏ đi ông Phật. Quên Phật nhà, quên Phật nhà, ông buồn quá trời, ông buồn giết rồi, cái là ông. Bởi vì Đức Thầy có dạy câu là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà kiếm ở trên non núi. Câu này hay quá. Làm Phật ma cũng tại lòng mình. Nếu mình là thanh tịnh, mình là bỏ bớt cái phiền não tham sân si thì mình là trở về tâm thanh tịnh. Đó. Nếu mà tâm tịnh được thì nó có huệ, mà huệ thì sáng suốt. Dạ. Có gì đâu. Hay quá, thì Đức Thầy dạy nó là hay quá ha. Nhưng mà trong đó thì nó có nghĩa là tính nguyện hạnh à. Tính nguyện hạnh là đi về dài rau cái này ông giải thích cho mấy chú. Tính nguyện hạnh đó là coi như phải đặt hết cái lòng tin vào pháp môn tịnh độ mà Đức Phật đã nghe là dạy mình cho mình đấy ha. Hay quá chừng thì mình biết nhiều thì mình chia sẻ với anh em nhiều, nhiều khi tôi còn phải học lại người ta. Vừa làm những anh em ta đi rất quý lắm đó vậy ha. Thì đối với tôi hiểu nhiều thì tôi tự tâm chia mình. Chia bữa nay là phải chia chứ không có nhiều giấu hết nghe. Thôi. Vô. Ta là cư sĩ canh điền lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi trên lấu lễ danh nữa chứ. Thêm cái đó cũng ngon à. Mấy câu. Xa nơi trên lấu trên giữ lòng thanh tịnh, tánh lành mới trao chia. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia. Gắn công trì niệm sớm khuya. Thân tri còn tục, tâm lìa khỏi mê. Tâm lìa khỏi mê. Rồi. Thân tri còn tục này hay nè. Rồi thêm cái là chí toàn gieo giống Bồ đề. Kiếm người lương thiện mới dắt về Tây phương. Chứ ổng đâu có dắt cái người mà hung dữ hay hoặc còn tham đắm ở trong danh lợi tình. Vì vậy cho nên cái người tín đồ Phật giáo mà nổi cái khúc này không là tu được rồi. Tu hết đời cũng chưa xong. Khỏi cái khỏi. Nếu mà hiểu cho cái nghĩa nó rộng hơn nữa thì nhiêu đó làm chết rồi.
hết đời. À, cái câu mà thân tuy còn tục, mà tâm lìa khỏi mê, cái đó là mới hay dữ đó ha. Đó thì nghĩa là mình thấy vậy chứ có người cái xác mình ở đây nghe, nhưng mà điều là mình biết rồi. Dạ. Phật chỉ cho mình rồi, cái nào mê cái nào giác. À, được cái nào tránh cái nào ta. Cái mê thì mình được Phật rước về. Đúng rồi. Ha. Chứ còn bây giờ mày tu mày theo cái lối cũ mày cứ chạy cà rông đi kiếm Phật ở trên núi rồi Phật ở đâu trong chùa rồi vô lại quay thế đó. Mà mãn đời không ai thành chứ. Tu theo Đức Thầy cũng nói ha, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Bị gì đi mà ở ngoài không mà không có trở về cái nội tâm, không quá. Có chuyển quá được nó. Đó, từ chỗ đó thì làm sao mà Phật dụng lòng chứ không chứ không có dụng tướng. Đó. Thích nhất thì, câu là thân tuy còn tục mà tâm lìa khỏi mê. Đó, đó. Em trời câu dạ, thưa ông Tư thì ông nhờ ông Tư chia sẻ mà cái cách nào cho người ta mà có thể mà khỏi mê ông Tư chứ khỏi mê cái hả? Gì thấy cũng mê chứ gì cũng mê chứ hả. Ở thế gian mà nói cảnh dục nói về cái cảnh dục mà mình sống ở đây là ngũ dục. Mà là coi như cái cảnh này nó dục mà dạ. Thấy gì cũng mê chăng nhưng mà trong đó thì nhờ chân lý cái dựa vào chân lý đó cho nên là Đức Thầy ông nói khai ngọn đuốc thắp sáng lên khai ngọn đuốc từ bi mới chí thiện tìm con lành dắt lại Phật đường tìm con lành ngọn đuốc từ bi chí thiện tìm con lành mới dắt lại Phật đường rồi sao nữa thương dân hiền hiền giáo đạo nam phương đặng chỉ ngõ làm lành mới lánh dữ đó đây là chân lý không làm dữ không thấy ông đạo vậy mới chuyện pháp nghe bác con ơi thôi tôi ở trong đồng trong bái không à đều gặp anh em mừng quá với lâu gặp thiện nghĩa quá cũng mừng hôm nay mà tới đây cũng nhân duyên cũng quá êm rồi chân lý chỗ nào cũng có ở trong đồng cũng có chân lý quá ông tư ơi đó hồi nãy vô chiều nay mình ăn đạm bạc với cư sĩ canh điện bữa đi nha yeah. Tiền không giải cho mình dài nghe còn nữa không có muốn tìm hiểu gì hỏi thêm nghe mà thời kỳ này mình thấy nó Phật mặt pháp này nó thời gian nó ngắn ngủi quá mình còn tu kịp rồi trễ hay có trễ không gì nó không nó cái dựng tu mà nó không có thời gian ăn thua cái tấm lòng của mình thật hay là không thật đó chứ còn là chứ nó không có cái thời gian tu không có thời gian giống. Thí dụ bây giờ chiều nay chết mà mình niệm Phật thành tâm đó là cũng vẫn được vãng sanh chứ đâu có phải mà Phật không có tính theo cái thời gian có người tu 40-50 năm nhưng mà không có sửa thì nó cũng y chang vậy cái tu không có nói thời gian vậy là con cũng mừng vậy con cũng mừng vậy là tiền nghĩa tu theo kịp rồi sợ không ngày sẽ tu không kịp quá chừng luôn chạy cô Covid chạy Covid với ông đạo đúng như là ta nói là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật liền vậy đó mới được tu kịp theo Quỳnh ha không có bao giờ không kịp đâu yêu cầu tu là được nha sợ không tu nói sợ không tu quá mừng mà Đức Thầy nói là tu kiếp nếu không quá trễ đó chừng đối đầu quá khó kiếm điên khùng nhưng mà sao mà Đức Thầy lại nói tu kiếp nếu không quá trễ ông Tư có thể giải ra cái câu đó cái đó ông hơi cái đó là nói chung là mình hiểu theo cái ý phàm của mình đó là coi như ổng hối mình mau cũng như thêm một khúc là ổng nói là mau kiếp chuyên cần đó chúng sanh còn có lập thân hội này hay quá trời ơi cái đó là ổng thúc mình thúc mà con thấy có nhầm người á không người ta thúc quá người ta ép thân xác quá người ta sinh bệnh không bệnh bởi vì con mới nhờ ông giải ra đó làm mà nó không có đúng cách tu nó là không phải ép xác mà đúng đâu đó. Phải trở về con đường trung đạo luôn luôn lúc nào cũng vậy bây giờ Đức Thầy ông cũng chỉ mình phải trở về trung đạo không ép xác mà cũng không tưởng dưỡng đó ép xác thì còn đâu sức khỏe Đức Thầy ông cũng biểu mình phải ăn uống cho nó điều hòa nè rồi tập thể dục nè trời ơi dạy khôn mà cái là Đức Thầy cũng dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn đó đúng rồi chứ đâu có phải mà là nhịn đói mà tu bởi vì con có quen một vị là không dám ăn đồ ngon cũng không dám ăn bạn cũng không cứ dám ăn cái gì luôn. Mà mình cảm thấy cơ thể mình thích ăn được thì đang nuôi dưỡng nó mới được mặc dầu nó là một cái chiếc thuyền nhưng mà thuyền bể thì làm sao qua sống vậy ha mình không? Biết cái cách điều tiết bây giờ không lẽ bây giờ nó xác thân này là giả rồi nhào tóc phải đâm cho nó chết hay sao rồi cái hồn chưa có làm được cái chuyện gì trơn trời đi về đâu tự sát chứ về đâu
đừng có chấp theo cái văn tự, tu hành mà phải điều tiết cho nó hiểu nghĩa chứ. Dạ chứ là bả nhờ ông Tư chia sẻ gì con cũng mong là gửi đến vị đó đó có thể mà hiểu ra chân lý mà để ăn uống đồ này kia không có phải ép sát như thế nữa. Dạ. Xưa thì Đức Phật nhờ cái bát sữa đó. Đó thì ổng ngồi á là mà sao khổ hạnh 6 năm nhưng mà ổng thay không êm rồi. Đó, phải trở lại. Thì mình bây giờ thì cũng học nói theo đó. Quá hay. Vậy đó. Hay quá. Chứ còn là thử hỏi chứ mình nói chiếc xuồng mà mình không có chét cho nó lành lặn rồi làm sao mà nữa có nửa xong thì nó đã cái chìm rồi. Dạ. Đạo này nó là hay lắm. Rồi cảm ơn Tư đã chia sẻ những cái dạ cảm ơn lý của Đức Thầy. Dạ dạ cũng chúc cho anh em là làm cái nhiệm vụ cho nó là tốt đẹp ha. Dạ cảm ơn Tư, chúc dạ. Tư sức khỏe ăn vui trong cuộc sống nha ông Tư. Hay quá. Dạ dạ. Hay quá, nhờ ông đọc một đoạn của thầy cho mình nghe coi. Vậy hả, đây kính thưa quý vị, đây cũng có một cư sĩ Canh Điền nữa đây. Ôi ơi, cư sĩ này bây giờ đi ra ở chung chung là cái ai cũng biết đọc giảng hết. Trơn. Chung cốc chung am đó, chơi chung cốc chung am. Quá bây giờ tướng hảo quá. Dạ, mình nghe lời châu ngọc của thầy giờ một lời cũng quý đó bà con ơi, gán nghe lời của thầy. Đẹp nhanh quá. Cho nên bữa nay thầy nghe rất là vui về đây gặp đồng đạo đang hái rau cho nên sẵn dịp bất ngờ quá. Thôi nhờ đồng đạo đọc mấy câu sấm giảng của thầy cho đồng bá tánh nghe để mình độ thức tỉnh tu hành. Hôm nay cũng cái duyên lành gặp anh Thiện Nghĩa tới đây thì phải nói là thôi thì mình cũng không có nói cái văn thường của mình hoài. Dạ. Thôi bây giờ tôi đòi mượn một cái đoạn chót của cái quyển tư của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì mình sẽ gửi gắm cho bà con trong cái thời gian này. Dạ, quý quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lục tình ai là người trí mạo thức thời tìm đạo nhiễm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, hãy hợp tác gieo trồng giống quý. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng đổ sông Phật khó dắt diều. Thả thuyền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thoi đưa. Trời sáng ra kể lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng trong đổi thay. Chữ phù dân phù quý nay mai luân với chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ân trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thường những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim
đáy biển gắn công, thấy dân tình luôn nổi ước mong, gặp giông tốt phải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng đời. Tỏa ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh giảng dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Quá xuất sắc. Thì Châu Phú cũng cảm ơn sư huynh rất nhiều. Qua đây Châu Phú cũng nhờ sư huynh có thể chia sẻ là Châu Phú có thể gọi sư huynh là thứ mấy không vậy? Thứ tư. Dạ, vậy là huynh tư ha. Dạ, qua đây thì Châu Phú cũng chúc cho huynh tư có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống, và tinh tấn tu hành đắc thành đạo quả trở về cứu vớt chúng sanh nha sư huynh. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Đạo giảng hay quá. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua video này Châu Phú cũng xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.